coi lỡ như bây giờ chị hôn em mà em chịu làm người yêu chị hả? Thiệt hả? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình là Huỳnh Như nè. Thì từ trước tới giờ thì mình chưa bao giờ tỏ tình một ai hết. Không biết là cảm giác tỏ tình như thế nào. Và mình chưa làm lần nào bao giờ, cho nên là mình không biết nó như thế nào nữa. Thì hôm nay theo yêu cầu của một số bạn kêu mình thực hiện cái thử thách, đó chính là tỏ tình Diệu Khải Di đi. Và mình quyết định hôm nay sẽ thực hiện thử thách này. Không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Tại vì đó giờ mình chưa làm. Và không biết là khi mà mình tỏ tình thì cảm xúc của thằng Diệu Khải Di nó sẽ như thế nào. Và thực sự các bạn ơi, đây là một cái thử thách cực kỳ khó khăn đối với mình luôn. Tại vì á, nói chung là mình với nó thì thực sự làm những cái chuyện thân mật thì nó khá là gượng gạo. Và mình rất là gồng luôn. Và mình cảm thấy nó cực kỳ là khó chịu. Và việc làm này nó rất là khó khăn. Cho nên là mình sẽ cố gắng thực hiện tốt cái thử thách này mà các bạn đã đưa ra cho mình. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Ok, bây giờ thì nó đang ở trong chòi. Không biết là sau khi mà mình nói ra thì nó có chửi mình khùng khùng điên điên gì không. Bình thường nó hay chửi mình lắm. Cho nên là các bạn hãy bấm like cái video này từ giây phút này nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chòi và xem cảm xúc của Diệu Khải Di như thế nào nhé. Nó đang ngủ trong đây nè các bạn ơi. Một cái mặt ngủ hương kìa. Di ơi, dậy đi. Gì vậy? Ra đây nói nghe nè. Nói gì? Ra đây nè. Ngủ chứ, ngồi trên võng nói nè. Thôi, ra ngoài nói đi. Nói gì? Đi ra ngoài cầu ngồi cho nó nói đi. Cho nó lãng mạn. Cái gì vậy trời? Mày nhíp vô. Nói vậy? Hà, ra đây rửa mặt đi, người ta nói cho nghe chuyện này bất ngờ lắm nè. Ngủ chứ. Trời ơi. Nói vậy? Rửa mặt đi, xong rồi người ta nói cho nghe. Rồi nói vậy, nói đi. Lại đi ngồi đàng hoàng. Nói vậy. Rồi kế bên nè. Nói gì? Không. Nói gì? Hỏi em này nha. Rồi nói đi. Không biết là mẫu người lý tưởng em thích là như thế nào? Mẫu người lý tưởng thích là như thế nào? Tự nhiên bữa nay hỏi gì trời? Người ta hỏi thì nói đi. Ổm ớm, cu te, không có, miễn sao là không mập như chị là được rồi. What? Mà chị đâu có mập đâu, chị mũm mỉm thôi mà. Mũm mỉm nội tôi nhìn bà như heo vậy. Chị cũng được chứ đâu có mập lắm đâu, em nói vậy không sợ chị tổn thương hả? Cái mẹ. Nói với em một chuyện này quan trọng mà, muốn nghe không? Muốn, nói đi. Nghe rồi không có chửi nha. Ờ. Nha. Ờ. Làm người yêu chị đi. Trời ơi, gớm ông nội ơi, bà bị bệnh gì vậy? Tao dùng hết can đảm để nói với mày luôn á. Trời ơi, làm người yêu chị đi, bà nói đơn giản á, làm phải có gì nói cho nó nghiêm túc, chứ bà nói gì không nghiêm túc gì. Chị đang rất là nghiêm túc luôn á, em thích cái gì, chị không biết em thích gì, cho nên là chị không biết tặng gì cho em nữa. Thích được người con gái mình thương không? Không đâu. Không chị mặt, chỉ cần được như vậy là... Đôi khi cần như vậy là được hạnh phúc rồi đó, chị hiểu không? Chị hiểu không? Rồi lỡ như bây giờ chị hôn em mà em chịu làm người yêu chị hả? Thiệt hả? Gì? Thiệt hả? Tao chỉ hỏi thôi mà. Vậy mà nói tưởng nó hung. Thì trả lời đi. Nếu mà hung thiệt là làm người yêu thiệt luôn á. Làm thiệt không? Thiệt. Chị chứng tỏ mày cũng thích tao chứ, tối ngày mày chửi tao hoài vậy mày. Không, chỉ là thích nụ hôn thôi chứ không thích bà. Thì hôn đi rồi xong rồi làm người yêu. Rồi làm tới chừng nào? Ai biết bà. Thì ngày cho hôn cái làm người yêu ngày hoài luôn. Ngày nào cũng cho hôn làm người yêu hoài luôn. Nhưng mà nghe nói em không thích con gái béo béo. Lại là một nụ hôn, mỗi ngày một nụ hôn là thương hoài luôn. Đến thời điểm này là em cô đơn bao lâu rồi? Nhắc đến đi tổn thương trời, em nói không ai thương nữa là hỏi cái gì. Bà đừng có hỏi nó nghe, bà rồi chơi dính vết thương của tôi tránh ra đi. Ý người ta hỏi để người ta biết, người ta sẽ bù đắp cho khoảng thời gian cô đơn đó đó mà. Chứ người ta không có ý gì mà sát thương em đâu. Vậy ha. Đúng không? Lâu rồi. Lâu lắm luôn rồi. Chưa có ai hôn chứ. Vậy tính ra em đang thèm khát dữ lắm luôn hả? Ừ. Thì ra là vậy. Vậy sao tỏ tình không chịu? Tại vì bà mập quá. Vậy sao mày nói không quan trọng ngoại hình? Nhưng mà bù lại là một nụ hôn thì được. Sao mày hai lời quá vậy? Tóm lại là mày có muốn làm người yêu của tao không? Hôn đi rồi làm. Làm trong thời gian bao lâu? Mỗi ngày một nụ hôn. Bao lâu cũng được.
suốt đời được không? Sáng thức dậy hùng cái, tối ngủ hùng cái, 365 ngày 700 nữa hùng. Tham lam, làm người yêu đi á hùng ơi hả? Trước tiên là hùng rồi có động lực rồi. Ngày nào chị cũng kêu em dậy, em có động lực không? Không. Vậy ngày mai không kêu nữa nha, cho ngủ tới trưa luôn nha. Em tự thức dậy chứ, cái mẹ chị đi, ai kêu chị kêu. Vậy kìa mẹ em đi, bữa ai kêu em kêu, chị kêu em dậy vậy? Đồ má chị. Thằng này mất dạy ghê. Chứ giờ, bây giờ mày muốn làm sao mày mới chịu làm người yêu của tao? Bà tỏ tình thì bà phải làm gì đó cho nó có ý nghĩa chút xíu đi. Tỏ tình bà không, tôi không thấy tấm chân thành của bà gì trơn. Bà không có tỏ lòng cảm xúc gì trơn. Bà tỏ tình mà mình làm như giọng mẹ tôi vậy. Thôi bây giờ em thích cái gì để chị đi mua tặng cho em. Bà tặng cái gì mà nó có ý nghĩa một chút xíu. Có cái tấm lòng của bà, quan trọng là cái tấm lòng bà, hiểu không? Bà mà moi trái tim ra bà tặng tôi là tôi còn mừng dữ nữa. Rồi chết rồi, ai ở bên cạnh em? Thì cái xác cũng được nữa, không sao đâu. Sình thối, để dọc dọc vài bữa rồi bỏ, chôn. Nghe tỏ tình mà vậy cái hết muốn tỏ tình luôn à. Để tỏ cái lòng thành mà của chị dành cho em thì bây giờ chị sẽ đi mua quà về tặng cho em. Xong rồi em đồng ý hai đứa mình đám cưới luôn, quất luôn, chịu không? Đồ mới nghe tới quất là phá gì đó. Rồi với bà đi mua đồ về đó, bà làm sao mà có lòng thành với tôi đi mua. Nghĩ sao mà có quà là tôi đồng ý liền. Vậy ở đây chờ chị nha. Ừ, mua gì mà có ý nghĩa nghe, tôi không biết. Bây giờ tự nhiên cảm giác sắm có vợ. Ok các bạn ơi, bây giờ hả mình phải kiếm cái gì để mà mình tặng nó, để thuyết phục nó cho nó chịu đồng ý làm người yêu của mình nha các bạn. Hộp dịch đó, không được. Mẹ bà đang làm gì vậy? Mẹ ơi. Bữa nay con định tỏ tình với thằng Di á, nhưng mà không biết là mẹ biết tâm lý của con trai thường là nó thích cái gì không mẹ? Con tỏ tình mà nó không chịu, nó đèo vòng, nó đòi tặng quà này, tặng quà kia. Nội ơi, biết quà gì ta? Mằng con gà để tặng ra đó cái đầu gà đi. À ha, mẹ cho con cái ý tưởng này hay nè. Kỳ này con sẽ quyết định á, lấy cái đầu gà để tặng nó, đôn nó. Tỏ tình nó mà nó không chịu, nó làm chảnh, nó làm giá này kia kia nọ. Con lấy cái đầu gà con tặng nó cho nó ế suốt đời luôn, ế hết kiếp này qua kiếp khác luôn cho nó biết mặt nó. Chút xíu mẹ để cái đầu gà cho con nha mẹ. À, chặt cho con cái đầu nè, con bỏ vô để tặng cho nó này. Ok, cảm ơn mẹ. Mẹ đúng là một người mẹ thật là tuyệt vời của con. Đây sẽ là món quà thật là đặc biệt với nó. Lần đầu tiên có một đứa con gái tỏ tình bằng cái đầu gà với nó, không biết phản ứng của nó sẽ như thế nào nha. Cho nó bỏ cái tật đòi quà đòi cáp tối ngày chảnh chẹ ở trên trời không à. Bữa nay con sẽ cho nó rơi xuống 18 tầng địa ngục luôn, cho nó biết cảm giác thế nào là đau đớn. Đây mình đã chuẩn bị một cái hộp, bỏ cái đầu con gà vô. Ok, đậy nắp cái hộp này lại. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống nhà trời để tặng cái con đĩ bóng gió đó coi, cho nó bớt cái tật chảnh chẹ nó, một cái món quà thật là đặc biệt. Nó trong cuộc đời của nó có một đứa con gái tỏ tình với nó như thế này, không biết là phản ứng của nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi thôi. Đang ở trong trời á các bạn, bây giờ mình sẽ đi vô trời nha. Dì ơi, ra đây chị tỏ tình nè, chị mới mua quà nè, ra đây chị tỏ tình cho nó đàng hoàng nè. Vậy đi Di ơi. Trời, chị mới mua quà nè. Ơi, có quà tỏ tình luôn đu. Ra đây chị tỏ tình đây. Cho nó đàng hoàng đồ nè. Sướng vậy trời. Đưa đây. Nghe có quà. Trời ơi, hộp quà luôn. Không ngờ chị lại chu đáo như vậy. Em tưởng đâu là bà nói dối, nhưng mà ai dè bà tặng nguyên cái hộp quà sướng quá nội. Khoan, nghe chị nói nè, chị dành hết tâm tư tình cảm của chị để gửi tặng em một món quà này, hy vọng là em sẽ làm người yêu của chị. Chỉ cần có quà là cái gì cũng chịu hết trơn à. Chị yên tâm đi. Trời ơi, không biết là cái gì đây, không biết chắc cái chiếc nhẫn mà chà ba lửa quá mấy bạn, nguyên hộp quà. Cái gì ta, trời ơi, bữa nay chị Như chu đáo quá, hạnh phúc quá chị Như ơi. Trời ơi, cho em gọi người yêu trước luôn nha. Yêu khoan, làm người yêu chị nha. Rồi mà, trời, có quà là em chịu à. Ê, má ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tao chù cho mày á suốt đời suốt kiếp mày luôn con. Trời ơi, bà mẹ bà, cái tưởng là bà đàng hoàng.
vậy mà tỏ tật. Mày chơi tôi hả? Tao cầu mong cho mày giống như con gà đó vậy đó. Chị cầu mong cho em giống như con gà này nè. Mai mốt sẽ có ai yêu em, em tỏ tình. Cho bà ăn cái thao cất dịch bây giờ tao. Tỏ tình em từ chó người ta cắt cổ em và bỏ vô cái hộp vậy đó, hiểu chưa? Ai kêu chảnh chẹ tỏ tình không? Từ chó chi tặng cái đầu gà cho đáng đời. Tôi ha là tôi cạo sạch lông rồi luôn bây giờ đó. Lưu lưu lưu, sợ em quá à. Thấy nó phẫn nộ mình vừa lòng hả dạ ra luôn á hả. Nhìn mặn mặt nó mình vui muốn chết luôn vậy á. Lần đầu tiên mà hả được tỏ tình cái đầu gà chắc nó bất ngờ và nó sốc lắm luôn á các bạn. Bỏ cái tật cho nó chảnh chẹ. Nãy giờ mình tỏ tình rồi nó không chịu. Nó đòi quà cáp đồ này kia đều bồng. Ok, và chắc đây là một kỷ niệm khó nhớ đối với nó. Và cảm ơn các bạn đã đưa ra cho mình cái thử thách này. Nếu như thích video này thì để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.